À, chúng ta cùng phân tích đề bài. Đề bài cho đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp E gồm có 2 STA X và STA Y. MX nhỏ hơn MI và nhỏ hơn 234 cần vừa đủ 0,35 mol oxy. À, cho 10,2 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Z gồm có 2 ancol, à, gồm có các ancol cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp T gồm có các muối của axit carboxylic. Đốt cháy hoàn toàn cái lượng à, muối ở trong hỗn hợp T thì thu được sản phẩm chỉ gồm một CO2 và 0,08 mol N2CO3. <laughs> Đầu bài yêu cầu xác định phần trăm khối lượng của x trong 10,2 gam e gần nhất với giá trị nào sau đây. Thì đối với bài tập này thì chúng ta có thể sơ đồ hóa bài toán như sau này. Thứ nhất là mình có hỗn hợp e ở đây. Hỗn hợp e thì gồm có anh STX và STI và chúng đều mạch hở. Anh này có khối lượng là bằng 10,2 gam. 10,2 gam. Anh này thì tiến hành hai thí nghiệm, một thí nghiệm là đốt với oxy thì thu được ở đây là CO2 và H2O. Oxy đây thì đầu bài cho là bằng 0,35 mol và thí nghiệm thứ hai thì người ta cho ST này thủy phân trong môi trường kiềm. Ở đây người ta lấy một lượng NaOH là vừa đủ thì sẽ thu được đây, đó là thu được hỗn hợp ancol. Và đây sẽ là hỗn hợp Z gồm có các ancol, các ancol, các ancol à cùng dãy đồng đẳng, cùng dãy đồng đẳng. đồng đẳng. Và thứ hai đó là hỗn hợp T. Hỗn hợp T. Hỗn hợp T thì gồm có các muội gồm có các muội và các muối này người ta đem đi đốt này, đốt trong oxy thì chỉ có thu được hai sản phẩm thôi, một là anh CO2 và hai là anh Na2CO3. <laughs> đầu bài cho Na2CO3 là bằng 0.08 mol. Đó, với vậy thì đây chính là tất cả những dự kiện mà đầu bài người ta cho chúng ta là như vậy. Và anh nhớ một chi tiết nữa đó là anh X nhé. Anh X này đúng không? Nhỏ hơn anh Y và nhỏ hơn 234. Đây là một chi tiết cũng khá quan trọng để chúng ta sẽ loại bớt nghiệm đi đấy. Mình sẽ có như sau này. Thứ nhất là mình có Na2CO3 là 3 như đầu bài đã nói với chúng ta là bằng 0,08 mol 0,08 mol thì từ đó mình sẽ dễ dàng mình sẽ suy được ở đây là số mol của NaOH người ta dùng NaOH đây dùng sẽ là bằng 0, đây là bảo toàn natri nhé bảo toàn natri thì mình sẽ có số mol NaOH ở đây sẽ bằng 0,16 mol là điều hiển nhiên là như vậy đúng chưa nào tiếp tục lại một cái manh mối tiếp theo một cái manh mối tiếp theo đó là gì khi chúng ta đốt anh T đốt anh T đúng không ạ thì thu được sản phẩm thu được thu được sản phẩm chỉ có gồm có anh CO2, CO2 và Na2CO3 thôi, chỉ có hai sản phẩm này thôi thì chứng tỏ rằng là anh nha muối anh muối T này là không có hydro, không có hydro mà trên đời này muối mà không có hydro thì chỉ có thể là muối này. Thế vậy thì suy ra hỗn hợp T của chúng ta sẽ chứa hai muối. Muối thứ nhất đó là CO Na tất cả hai lần. Và muối thứ hai đó là cái muối này C nối 3C. Đây là COO Na Và mũi tiếp theo sẽ là CO Na Như này chỉ có hai mũi này thỏa mãn thôi Một số bạn bảo là ơi thầy thầy em còn mũi nữa cũng có thể thỏa mãn được Đó là cái mũi như này Thì chúng ta sẽ không thỏa mãn được nhé Đó cái mũi này, nó anh C này Đây là CO Na này Đó Anh này sẽ là CO Na Cuối này CO Na Và cái mũi này sẽ là CO Na Thì chúng ta hiểu rằng cái muối này mà khi gắn ancol vào đây, cái gốc tối thiểu ancol đây là CS3 thì mình gắn CS3 vào đây thì nó sẽ bị vượt qua con số là 234. Thế nên do đó không tồn tại cái mối này các bạn nhé. Cái mối này là không được phép cho vào. Thế vậy thì chúng tỏ rằng là bài tập này chỉ có thu được hai mối như này thôi. Đó. Thế vậy thì hai uh, cái mối này thì chúng ta sẽ hiểu như nào? Thì suy ra hỗn hợp T của chúng ta là hai mối này thì suy ra đây là hỗn hợp E. Hỗn hợp E của chúng ta thì sẽ có hai ATE và e sẽ chứa chứa hai este thứ nhất đó là COO như này. CO này đó, một cái gốc ở đây là gốc gì? Gốc ancol không rõ bao nhiêu. Gốc thứ hai anh st thứ hai đó là C nối 3C ở đây sẽ là COO. COO. Và đây sẽ chứa ancol gì thì mình không rõ. Đúng không? Nhưng một điều chắc chắn rằng mình sẽ bảo toàn cái gốc COO này, mình sẽ có như sau. <laughs> mình sẽ có như sau ạ. Số mol của nhóm COO Na trong muối trong muối sẽ bằng nhóm CO CO này CO ở trong hỗn hợp E của chúng ta và chúng đều bằng 0,16 mol 0,16 mol thầy sẽ gọi số mol của anh CO2 thầy gọi nó là x mol số mol CO2 là x mol số mol của nước là y thì thầy sẽ có phương trình như sau à, thầy sẽ bảo toàn oxy 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 trong este sẽ là 0,16 nhân 2 cộng với oxy đốt là 0,35 nhân 2 bằng số mol oxy trong CO2 là 2x cộng với y 2x cộng với y phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn khối lượng bảo toàn khối lượng thì anh ST chúng ta có khối lượng là bằng 10,2 cộng oxy là 0,35 nhân 32 bằng khối lượng của CO2 là 44x cộng với khối lượng nước là 18y và dễ dàng từ đây mình sẽ ra được ẩn x và ẩn y bấm máy tính như sau 2 này 1 này 0,16 x 2 cộng với 0,35 x 2 này phương trình thứ hai là 44 này 18 này 0,35 x 32 cộng với 10,2 này thì thấy ra để ẩn x đây là bằng 0,38 và ẩn tiếp theo ẩn y là bằng 0,26 như thế này được chưa? Thế vậy thì sau khi đã suy được số mol của CO2 đây chính là số mol của CO2 và đây chính là số mol của nước đúng không? để chúng ta lại có tiếp này à, dễ dàng sau khi mình có được ở đây số mol của dễ dàng mình có tiếp là số mol của anh ST số mol của anh ST thì sẽ bằng là số mol của nhóm CO chia đôi đúng không ạ số mol STA chúng ta đây STA đây mà CO NA đây CO đây thằng nào cũng có hai nhóm CO đúng không thằng nào có hai nhóm CO chuẩn chưa thì sẽ bằng số mol nhóm CO chia đôi thôi mà số mol nhóm CO này thì bằng 0,16 chia đôi thì bằng 0,08 mol chuẩn chưa số mol STA của chúng ta mà bằng 0,08 mol thì suy ra ở đây chúng ta sẽ có C trung bình C trung bình của cái hỗn hợp E của chúng ta sẽ là bằng 0,38 0,38 chia cho 0,08 thì C trung bình của nó sẽ bằng này 0,38 này chia cho 0,08 thì sẽ bằng 4,75 4,75 <laughs> Thế vậy thì suy ra sẽ có một anh STA có số C nhỏ hơn 4,75 mà thằng có số C nhỏ hơn 4,75 này thì chắc chắn là anh STA đấy phải là anh suy ra anh X sẽ là STA nhỏ hơn đây chính là hình ảnh của anh X này anh X này còn đây chính là STA này thì thằng C chuồng x ấy, nó phải bằng số 4 ST nhé mà đã là ST hai chức mạch hở thì nó phải tối thiểu là 4C 4C thế vậy anh x thì nó có dạng này anh x thì có công thức cấu tạo này đó là COO này COO anh sẽ là CS3 CS3 chắc chắn công thức nó sẽ như này rồi anh x không thể lệch được nó phải là như thế phải phải là công thức như này không thể là công thức khác được chưa thế vậy thì suy ra ancol là ancol no rồi đúng không ancol là ancol no rồi thì suy ra cái chỗ gốc này nó no nhé anh này nó no nhé, thì tất cả ăn cô đều no thì ăn cô này là no này ăn cô này phải no đấy ăn cô này, no, đấy, cô này là no no được chưa thế vậy thì suy ra độ bất động hòa k của anh x thì sẽ là bằng con số 2 và k của anh y thì sẽ bằng 1 pi 1 pi đây cộng 2 pi thì tổng là 4 pi pi trong trước pi trong trước và pi trong gốc tổng là k bằng 4 <laughs> đúng chưa còn hai cái thằng này thì nó no rồi thì không có liên kết pi vậy thì mình sẽ có phương trình thứ nhất Đó là cái phương trình Đó là mod x này, Cộng với mod y Mod x cộng mod y Thì bằng 0,08 Phương trình thứ hai Thì đó là k 1 Tức là 2 chiều 1 Thì là bằng 1 1 nhân mod x Cộng với anh y Anh y có càng 4 4 trừ đi 1 là 3 3 nhân mod y 3 nhân y Bằng số mod CO2 Trừ đi số mod nước CO2 là bằng 0,38 Trừ đi 0,26 Cái <laughs> thì suy ra là số mol x bằng và số mol của y bằng thì số mol của x sẽ bằng này 1 này 1 này 0,08 này phương trình thứ hai sẽ là 1 này 3 này 0,38 chia đi 0,26 ẩn x sẽ bằng 0,06 và y sẽ bằng 0,02 0,02 thế vậy thì người ta yêu cầu là tính phần trăm khối lượng của anh x đúng không thì anh x sẽ bằng là 0,06 này nhân với m lớn của anh x anh x là chính này này sẽ là CO, COO cộng với 15 nhân đôi 118, 118 chia cho cái mẫu, mẫu đây sẽ là 10,2 nhân với 100% và kết quả sẽ bằng 0,06 nhân 118 nhân 118. Đó, chia cho 10,2 thì thời gian là kết quả là 69,41, 69,41%. Thế vậy đáp án của chúng ta đúng không? Sẽ là à gần nhất với đáp án nào thì ở đây sẽ là gần nhất với đáp án B 69,5%. B các bạn nhé.